Hey, của chúng mình xin chào các bạn yêu hoa lan ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cách để giúp chúng ta chăm sóc những cây lan hồ điệp để chúng có được những chiếc lá thật là to giống như thế này và cứng cáp sau khi chúng ta trồng lại. Thì như thế nào để chúng ta gọi là một chiếc lá nó to? Thì hồ điệp á, thì lá nó to giống như thế này, giống như cây bên đây mình cũng gọi là lá to nha. Lá nó đang phát triển to nha các bạn, nhưng mà lá nó nhỏ hơn cái này rất nhiều do cái này là hồ điệp mini ha. Đây là hồ điệp đại. Mình đùa chơi tí xíu thôi các bạn. Thì để giúp một cây lan nó phát triển tốt, đặc biệt là dòng dòng lan hồ điệp, thì nói chung là chăm sóc những cây lan đó, chúng ta chỉ cần ba cái yếu tố chính thôi. Cái đó là cái lượng phân bón, và cái lượng nước tưới, và cái lượng ánh nắng đó các bạn, mà chúng ta áp dụng cho cây lan chúng ta mỗi ngày. Trong ba cái yếu tố chính này nó chia ra rất nhiều yếu tố nhỏ. Mình lấy ví dụ như cái lượng nước tưới, thì một cái cây lan mà mấy bạn trồng trong những cái giá hệ thông thoáng giống như thế này, là than củi hoặc là sơ dừa, mà không có độn ở trong nó những cái rong rừng hay gì đó. Cái lan này của mình nó đang đang có một cái ngầm hoa này, để mình lấy nét lại cho bạn xem. Không có cái chậu nó thông thoáng và cái giá hệ nó cũng thông thoáng, thì chúng ta phải tưới nước như thế nào? Và trồng và nếu như mấy bạn trồng cũng trong một cái chậu thông thoáng giống như thế này, cũng trong một cái chậu thông thoáng giống như thế này, nhưng mà mấy bạn cho vào đây vỏ dừa giống như thế này của mình, hoặc là dính rừng vào đây nhiều, thì chúng ta tưới nước nó phải khác khác với cái chậu mà mấy bạn trồng không có cái độn vỏ dừa. Và thêm nữa là nếu mấy bạn trồng trong một cái chậu thông thoáng như thế này, thì chúng ta tưới nước nó phải khác với cái chúng ta trồng trong những cái chậu đất nung như thế này, có cái độ không ít. Cái này là mãn thiên hồng nha các bạn. Thì trước tiên thì chỉ sơ qua cái vấn đề tưới nước thì mấy bạn cũng nhìn thấy rồi, nó phụ thuộc vào cái rất nhiều cái yếu tố, vào cái giá hệ mấy bạn trồng, vào cái điều kiện thời tiết nơi mà mấy bạn sống nó quá hanh khô hay là không. Thêm nữa là cái chậu mà mấy bạn chọn chọn để chúng ta trồng, nội nội cái vấn đề tưới nước không mà mình đã nó đã chia chia ra làm ba cái yếu tố rồi, đúng không các bạn? Vậy thì để chăm sóc những cây lan hồ điệp nó phát triển cái bộ lá to giống như thế này, gọi là phát triển tốt đó các bạn, thì chúng ta chăm sóc như thế nào? Hôm nay mình sẽ chia sẻ thật là chi tiết cho mấy bạn xem, để chúng ta có thêm những cái kinh nghiệm chăm sóc thật là tốt những cái lan hồ điệp của mình ha. Thì như mấy bạn cũng biết, đầu tiên cái vấn đề đầu tiên là nếu mấy bạn trồng một cái cây lan hồ điệp mới trồng lại mà mấy bạn muốn cho cái bộ bộ lá nó phát triển tốt thì phải làm cho cái bộ rễ nó phát triển tốt trước cái đã. Khi cái bộ rễ nó phát triển tốt á, thì nó mới hấp thu được những cái dưỡng chất mà chúng ta bón cho cây lan, thì lúc đó nó sẽ giúp cho những cái lan của chúng ta có những cái lá thật là to và cứng cáp. Đây là một cây lan hồ điệp mà mình đã trồng lại sau khi chơi hoa xong trong cái đợt Tết vừa rồi, mà mình đã có làm những video chia sẻ cho các bạn. Đây, cái ngọn hoa nó mình cắt bỏ sát luôn ha, không chừa lại ha. Cái lá này á, nó phát triển như thế này là nhỏ nha các bạn. Tại sao? Tại vì cái lan này là trên công ty mình cho. Khi người ta cho mình á, thì người ta chơi hoa nó đã tàn không còn một bông nào hết đó rồi. Thì lúc đó cái lan của chúng ta, cái lan của mình nó bị mất sức rất là nhiều. Thì về cái lá này là lá đầu tiên sau khi mà mình trồng lại, thì nó không thể nào to được nữa, to to đồng nữa. Tại vì nó đã bị mất sức rất là nhiều trong quá trình mà người ta chơi hoa. Thì cái lá này đang trong giai đoạn phát triển rất là tốt, nhưng mà bạn thấy nè, nó còn xanh mướt ha. Thì hứa hẹn nó cũng sẽ khả năng của nó cũng có thể là sẽ to được như cái lá này, hoặc là nếu không được thì cái lá tiếp theo nữa mình đảm bảo nó cũng được to như thế này. Thì trước tiên để chăm sóc cái bộ rễ, hôm bữa mình để xuống đó, nó bị gãy sang cái mấy cái rễ này. Đây, bữa mình để xuống mình làm video cho các bạn đó, nó bị gãy cái rễ nè. Hôm nay nó lú và nó trẻ làm hai nè, thấy không? Đó, là nhìn ha, những cái đầu rễ non đâm ra rất nhiều. Vậy thì trong cái giai đoạn đầu chúng ta bón phân cho cây lan của mình cái gì để mình treo nó lên đó nha. Mình cầm giờ để xuống thì nó gãy cái mấy cái đồng này nữa, không được, để mình treo nó lên xong mình chia sẻ tiếp cho các bạn. Tiên thì mình xin chia sẻ cách bón phân trước nè ha, để mình nói lộn xộn hơi mấy bạn không hiểu cái vấn đề nữa thì nó mất thời gian của các bạn. Đối với một cây lan đang trong giai đoạn phát triển á, quan trọng cái vấn đề mà bón phân á, thì mình á chỉ bón 30 10 10 thôi các bạn. 30 10 10 pha chung với B1, thì mình pha 1 gram 30 10 10 chung với 1 ml B1, pha ra 1 lít nước đến 1 lít rưỡi nước tưới cho cây lan của mình.
định kỳ mình thì cũng đi làm, mình tưới 7 ngày một lần và xen kẽ những ngày đó là giữ ẩm tốt cho cây lan của mình. Nếu mấy bạn có thời gian rảnh thì mấy bạn có thể tưới 2-3 ngày một lần cũng được, nhưng mà chúng ta phải pha với cái hàm lượng lân này, hàm lượng phân hữu này nó loãng ra tí xíu. Ví dụ bình thường thì mấy bạn pha 1,5 lít thì nếu mà 3 ngày mấy bạn tưới một lần thì mấy bạn có thể pha ra 4 đến 5 lít nước để chúng ta tưới cho cây lan của mình. Đó là cái vấn đề bón phân trước tiên. Còn cái vấn đề tưới nước, cái vấn đề tưới nước rất quan trọng nha các bạn, không thua kém gì cái vấn đề bón phân hết. Tại vì khi mấy bạn cũng biết những một cái cây lan hồ đẹp mà chúng ta bón phân quá nhiều, bỏ lộn tưới nước quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái rễ lan của chúng ta bị hói. Hình như lúc đầu mình có chia sẻ một cái vấn đề tưới nước nó phụ thuộc vào rất nhiều. Ví dụ như mình trồng trong một cái chậu thông thoáng giống như thế này, và ở dưới phía dưới đây là chỉ toàn là hang củi hoặc là vỏ hông, mà mấy bạn không có độn chung với cái quả dừa hoặc là dến rừng giống như cái chậu này của mình, thì mấy bạn có thể tưới một ngày 2 lần, sáng và chiều. Quan trọng là rửa 2 lần tưới, cái chậu lan của mình nó phải khô ráo và thông thoáng, giúp cho cái bộ rễ của nó đâm ra những cái chòi non đó các bạn, đây giống như này, để nó đi tìm tìm nước và tìm cái chất dinh đây. Cái này có đang có cái ngồng hoa ha, khá là lý tưởng. Thì nếu trồng trong cái chậu giống như thế này thì mấy bạn tưới 1 ngày 2 lần cho mình, nó còn phụ thuộc vào cái thời tiết mấy bạn sống nữa nha các bạn. Mình nếu mà nói chung hết thì cũng không chính xác lắm đâu, chỉ tương đối thôi các bạn. Tại vì chúng ta sống ở những cái vùng mà có nhiệt độ mà ẩm ướt thì chúng ta phải tưới khác, đối với những vùng mà có cái khí hậu hanh khô nóng gió nhiều thì chúng ta phải tăng lên tí xíu, tăng cái lượng nước tưới lên đó các bạn. Còn đối với mấy bạn trồng trong những cái chậu vẫn có nhiều cái giá thể mà giữ nước giống như cái này, chậu này của mình giống như là mấy bạn cho thêm nhiều nhiều vỏ dừa hoặc là dến rừng giống như thế này của mình đây, thấy không? Hoặc là mấy bạn trồng trong những cái chậu mà có cái độ thông thoáng ít, như là những cái chậu đất nung giống như thế này, thì mình khuyên các bạn 1 ngày chúng ta chỉ cần tưới 1 lần là đủ ha. Tại vì những cái chậu cái này nó vẫn giữ nước, những cái dính dần á nó vẫn giữ nước rất là tốt, và những cái chậu này nó ít thông thoáng hơn những loại chậu này, thì chúng ta tưới 1 lần là đủ. Tưới vào buổi sáng là tốt nhất, không nên tưới vào buổi chiều và tuyệt đối là không tưới vào buổi tối nha các bạn. Tưới vào buổi tối nước nó đọng trên những cái nách lá này nè, nó sẽ làm cho cái lan của chúng ta bị hói, cái hói luôn cái đầu ha, hói cái đầu lan của mình á. Nếu mà đọng 1 ngày 2 ngày lâu lâu đọng chút xíu thì không sao, nhưng mà mấy bạn tưới thường xuyên ngày nào cũng tưới vào buổi tối rồi thì nó sẽ bị hói cái đầu này liền, hói cái đầu lan của chúng ta liền ha. Rồi tiếp đến là cái vấn đề ánh nắng. Đối với một cái lan mới trồng giống như thế này thì nếu mấy bạn trồng dưới lớp lưới lan á, thì bạn nên cho nó nằm hoàn toàn trong lớp lưới lan, không nên cho nó ăn nắng trực tiếp. Thì lúc đó cây lan của chúng ta nó sẽ phát triển tốt hơn. Giúp lưới lan nào cũng được nha bạn, 60% 70% gì cũng được hết ha. Đó là lượng ánh nắng. Còn như nếu mà mấy bạn trồng lan ở trên ban công á, thì hạn chế cho nó ăn nắng trực tiếp trong cái giai đoạn đầu này. Tại vì cái giai đoạn đầu á, chúng ta trồng á, thì cái rễ nó chưa có nhiều, nó chưa có được hút được những cái dưỡng chất nhiều á. Thì nếu mấy bạn cho nó ăn nắng trực tiếp á, thì nó rất là dễ làm cho cây lan của chúng ta bị suy do bị mất hơi nước quá nhiều. Khi mà bộ rễ nó đã ổn định hoặc là những cái cây lan đã phát triển hơn chậu rồi á, thì bạn có thể cho ăn nắng trực tiếp 1 ngày khoảng 4 đến 5 tiếng cũng được. Tóm lại cái vấn đề chăm sóc lan hồ đẹp á, thì nếu bạn biết cách á, thì chăm sóc rất dễ các bạn, không bao giờ bị hói hết. Mà nếu nếu bạn không biết cách á, thì rất dễ làm cái bộ lan cây lan của chúng ta bị hói phần rễ. Thì mình chăm sóc như thế nào thì mình chia sẻ vậy thôi, còn mấy bạn có ý kiến nào hay hơn á, thì hãy comment bên dưới video để chia sẻ thêm kinh nghiệm cho mình cũng như mấy bạn mới tập chơi lan khác ha. Còn trước khi kết thúc video thì mình cũng khuyên mấy bạn đừng nên mua quá nhiều loại phân bón. Chúng ta chỉ trong cái giai đoạn đầu của phát triển thì mình bón 30 30 10 10 30 10 pha chung với B1. Trong cái giai đoạn mà cây lan chúng ta nó đã ổn định cái bộ rễ rồi á, thì mình bón cái này NPK 20 đều ha. Và khi cây lan chúng ta đã phát triển tới tuổi ra hoa rồi thì mình bón cái này đây 10 30 20 để kích thích có cái hàm lượng lân và kali cao để kích thích những cái lan của chúng ta ra hoa. Và khi cái lan của chúng ta nó đã có được những cái ngọn hoa giống như thế này rồi thì các bạn phải pha thêm đây
cái nồi hộp mình sao nó không tự lên nét được không biết. Đây giống như này rồi thì chúng ta phải pha thêm canxi bo để giúp cho cái ngầm hoa của chúng ta nó được dài hơn. Canxi bo này đây các bạn, để giúp cho cái ngầm hoa của chúng ta được dài hơn, và cái nữa là cái màu sắc hoa của chúng ta nó được đậm hơn, đẹp hơn và giúp cho hoa nó lâu tàn hơn. Đó là cái yếu tố cái đó là cái đây là tất cả những cái phân bón trong cái vườn lan của mình chỉ bao gồm như đó thôi. Mình khuyên bạn đừng có nên mua nhiều loại phân bón quá, mấy bạn xịt tùm lum hứ á, nhiều lúc không giúp cho cây lan của mình nó phát triển mà nó làm còn làm rối loạn cái chất dinh dưỡng cho trong cây lan nữa. Ví dụ như mấy bạn bón một loại phân nào đó trong vòng khoảng 1,5 tháng đến 2 tháng mà nếu mấy bạn thấy nó không có tác dụng á thì mấy bạn hãy đổi loại phân khác, chứ đừng có tuần này bón phân này cái tuần sau bón phân khác thì không tốt cho những cây lan của mình nha các bạn. Rồi thì của chúng mình xin kết thúc video đây. Mình biết như thế nào và chăm sóc những cây lan như thế nào thì xin chia sẻ vậy thôi. Chúc các bạn có những chậu lan thật đẹp ha, và luôn phát triển thật tốt, đặc biệt là cái màu lá. Đây mấy bạn nhìn thấy mê ha. Chào tạm biệt các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.